Thưa quý vị và các bạn, Hưng Yên là một trong bốn tỉnh đầu tiên thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin kết nối các nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc, trạm y tế. Mục đích của việc này là giúp ngành y tế quản lý tốt hơn việc mua bán thuốc không theo đơn, đặc biệt là thuốc kháng sinh, cũng như tình trạng buôn bán thuốc giả kém chất lượng. Sau đến nay, tỷ lệ các cơ sở cung ứng thuốc trên địa bàn tỉnh đã ứng dụng công nghệ thông tin kết nối cơ sở dữ liệu thuốc vẫn rất hạn chế và bộc lộ nhiều bất cập, cần những giải pháp đồng bộ hơn. Dược sĩ Đại học Trần Minh Truyện là chủ nhà thuốc Hoa Quỳnh ở khu phố Điện Biên 3, phường Quang Trung, thành phố Hưng Yên. Năm nay ông Truyện 67 tuổi, sử dụng máy vi tính và phần mềm kết nối cơ sở dữ liệu thuốc là một trải nghiệm không hề dễ dàng. Thời kỳ bao cấp là người bán hàng người ta phải giữ cái đơn lại để cái ra vào sổ. Chứ bây giờ có được giữ đơn đâu. Thì rõ ràng là tôi chưa vào sổ thì tôi không nhớ hết. Trẻ tuổi hơn ông Truyện và thành thạo về vi tính, nhưng việc sử dụng phần mềm kết nối cơ sở dữ liệu thuốc của dược sĩ Đại học Nguyễn Quang Huy cũng không khả thi hơn ông Truyện là mấy. Dược sĩ Huy cho biết có một vấn đề bất cập khác lớn hơn, đó là thói quen mua thuốc không theo đơn của khách hàng. Cái vấn đề mà người dân vẫn còn thói quen là mua thuốc không theo đơn, khi mà người dân mang cái đơn thuốc đến thì lại là những cái đơn thuốc mà ở những cái phòng khám tư nhân hoặc là những cái địa điểm mà nó không rõ nguyên nhân. Thì thực ra là cái bất cập đó thì nhà thuốc vẫn phải bán thuốc cho bệnh nhân. Họ không mua được nhà thuốc của mình, họ có thể sẵn sàng đến mua tất cả các nhà thuốc khác. Một vấn đề đặt ra cho công tác quản lý bán thuốc theo đơn hiện nay, đó là phải quản lý tốt việc kê đơn của các bác sĩ tại cơ sở khám chữa bệnh, nhất là các phòng khám tư. Tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh Hưng Yên mới chỉ có trên 300 cơ sở cung ứng thuốc được kết nối, liên thông, đạt tỷ lệ 30%. Tỷ lệ này còn rất thấp so với tiến độ. Thêm vào đó là tuy đã kết nối mạng, song lượng các nhà thuốc báo cáo và nhập số liệu rất thưa và sơ sài. Theo kế hoạch của Bộ Y tế, đến ngày 1 tháng 1 năm 2020, 100% các nhà thuốc phải kết nối mạng tới cơ sở dữ liệu thuốc. Với các tủ thuốc trạm y tế, hạn này là ngày 1 tháng 1 năm 2021. Sở Y tế đang triển khai thí điểm các phòng khám, các bệnh viện, là các bác sĩ phải kê đơn. Kê đơn cũng theo quy định của Bộ Y tế và thông tư hướng dẫn là đến tiến tới chúng ta kê đơn điện tử. Song để thực hiện mục tiêu kết nối cơ sở dữ liệu thuốc của các cơ sở cung ứng thuốc, phải có biện pháp quản lý, giám sát việc nhập dữ liệu bán hàng vào phần mềm của các cơ sở cung ứng thuốc, đồng thời có chế tài xử lý những vi phạm liên quan. Vì hiện nay, việc nhập dữ liệu bán thuốc vào phần mềm chỉ trông chờ vào ý thức của chủ các cơ sở cung ứng thuốc.